Kính thưa ông, cố vấn Hội đồng trị sự Trung ương, đồng đạo ấp Tân Thạnh hỏi hai câu như sau: cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển sứ Hà Tiên linh hiển cơ quan, nhờ ông giải rõ chúng tôi thành thật tri ân. Thưa quý vị, bây giờ trở lại bà Thiên Lý Ca rồi quý vị, mà xem đồng hồ còn 25 phút nữa à. Bây giờ chúng tôi cũng hết sức để mà cô động và tìm cách để mà làm sao cho nó có một phần vỡ lẽ mà trao đổi với nhau trong cái giáo lý siêu màu của tổ thầy chúng ta tu đồng mà có mặt ở hội hôm qua. Vậy thì đây rút hai câu trong bài Thiên Lý Ca: cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, rồi sứ Hà Tiên linh hiển cơ quan, phải không? Phải hai câu này không? Phải không? Cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, phải không? Rồi sứ Hà Tiên linh hiển cơ quan, phải không? À, hai câu ở trong Thiên Lý Ca. Thưa quý vị, mà hỏi chúng tôi cuối năm thìn mà thìn nào? Và sứ Hà Tiên, mà sứ Hà Tiên có phải là cái quận Hà Tiên bây giờ ở bên Phú Quốc đó hay không? Thôi từng từ chúng tôi sẽ trao đổi qua cái biết của chúng tôi hòa chung với cái biết của cô bác anh chị em. Lời thầy chúng ta là lời của ông Phật, chúng ta là phàm. Rồi bữa nay có đại đạo tâm kỳ phổ độ đó, đáng lẽ gì mình phải nêu lên, gần hết giờ rồi mà nãy giờ chưa có một cái chỗ nào cho nó khế hợp đôi bên để mà chúng ta trao đổi xem coi cái giáo lý của đôi bên coi nó có tương đồng hay không. Rất điều đó rất tiếc lắm đó. Dù mỗi khi chúng ta thấy tôn giáo bạn đến với chúng ta phải có cái sự giao cảm. Tôi mời ban tổ chức nên lưu ý điều đó. Bây giờ trở lại, thầy cho biết là cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, nhưng mà quý vị nên nhớ cái bài Thiên Lý Ca này không phải của Đức Thầy viết nha, phải không? Cái bài này là do ông cả Phan Ngọc Châu ở trên mà An Phú chúng tôi đó, tức là cái xã Tân Lâm bây giờ đó, ở bên đó đó, có đem qua, tức là bãi hướng đạo đâu vậy, hồi xưa là bãi hướng đạo đó, có đem qua trình với Đức Thầy. Vì ông cả Phan Ngọc Châu này có nói nè, nó bạch với thầy: vì ông đò cho tôi cái bài này và dặn tôi xuống trình với thầy là Kim Sơn Phật đó, chừng nào mà ông Phật Kim Sơn Phật đó chấp nhận mới được chép ra cho người ta xem. Rồi ông cả Châu nghe lời đem xuống với Đức Thầy trình lối tháng 7 năm 1939 đó quý vị à. Lúc đó Đức Thầy còn ở nhà đó. Vậy thì thầy bằng lòng chấp nhận, cho nên thầy mới viết xen vô có chỗ 2 câu, có chỗ 4 câu, có chỗ thì 1 đoạn. Vậy thì bây giờ trích 2 câu trong bài Thiên Lý Ca đây: cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển sứ Hà Tiên linh hiển cơ quan, mà ở tôi có năm thìn nào? Bây giờ chúng ta xét lại đó, thầy chúng ta sai vấn năm nay là 27 năm và mở đạo năm nay là 35 năm, thì chúng ta xét lại là 3 lần thình rồi, phải không quý vị? Vậy thầy có dặn trong bài Thiên Lý Ca này nè: trong một giáp ân cần suy tính, gọi là thiên lý là lẽ trời, là thiên là trời, lý là lẽ, ca là diễn ca ra. Vậy thì ở đây hết sức là rõ ràng là lộ thiên cơ đó nha. Vậy thì trong một giáp là bao nhiêu? Chúng ta cứ đánh dần đánh mẹo, đánh tí sửu dần mẹo, thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi là trặc lầm rồi. Không phải, một giáp là 61 năm đâu quý vị, phải không cô bác anh chị em? Một giáp là 61 năm chứ không phải 12 năm. Vậy thì trong 61 năm đó thì nó có tới 5 lần thìn lận á. Thầy ra đời năm 1939 là năm Kỷ Mão, rồi tới năm Canh Thìn. Vậy thì 5 lần thìn, mà biết cái thình nào chúng tôi không dám biết rồi đó. Bây giờ cái đó chúng tôi chỉ trình bày đại để với quý vị vậy đó nha. Thầy ra đời năm 1939 cộng với 61 năm là 2000 năm. Trong 2000 năm sẽ tận diệt thế gian này. Lời của Đức Giê-xu ở bên Âu Châu, tức là ở Do Thái đó, ông đã tiên tri trước rằng là trong 2000 năm tận diệt thế gian, mà năm nay 1974 rồi đó. Mà thầy chúng ta cho biết là trong cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển. Vậy thì cô bác nên lần tay tính lại coi thìn nào. Trong 5 lần thìn mới đủ 61 năm. Vậy thì thầy không nói cái trong cái kỷ nào ở trên, một kỷ là 12 năm đó. Rồi tới nữa đi, tới câu thứ nhì đi. Cái câu thứ nhất này xin để đó cho cô bác anh chị em chúng ta cần trao đổi kỹ với nhau. Bây giờ tới câu thứ nhì: sứ Hà Tiên linh hiển cơ quan. Hà Tiên có phải là cái quận Hà Tiên bây giờ mà xưa là tỉnh Hà Tiên hay không? Xin thưa không phải đâu. Ủa sao ạ? Thầy nói rõ ràng địa danh là Hà Tiên mà sao không phải? Nhưng mà tôi nói không phải là biết đâu phải là tôi mang tội rồi nha. Không nên nói vậy, phải không? Phải không? Thấy không? Bây giờ theo có biết của tôi là không phải, chứ không phải là không phải như vậy. Biết đâu là thầy nói tỉnh Hà Tiên rồi làm sao?
Thì bây giờ xin trao đổi theo có biết của chúng tôi đó. Quý vị à, thầy chúng ta hay nói lái lắm. Tại sao hả? Là vì có trong quyển tư thầy cho biết đó, chờ thiên địa châu nhi phục thủy, như đời xưa có gã tử phòng, xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tôi thiểu mà ăn ba tánh. Tôi thiểu là tiêu thổi bây giờ. Ông tiêu của Trương Lương, tử phòng là Trương Lương thổi ông tiêu, 8,000 tử đệ của Hạng Võ bỏ Hạng Võ, cho nên Hạng Võ mới đầu trao đình trưởng, dựng nên cơ nghiệp nhà Hớn được là nhờ Hạng Võ chết là tại ống tiêu của Trương Lương. Thầy mới nói nhờ dùng tôi thiểu mà an ba tánh, vậy là thầy nói lái. Tôi thiểu là tiêu thổi, mà thầy chúng ta là ông Trạng hay nói lái lắm, vậy ông Trạng Trình hay nói lái lắm, cho nên thầy nói xứ Hà Tiên là xứ hiền ta đó, bây giờ Hà Tiên là hiền ta đó, chứ không phải là cái xứ Hà Tiên kia không. Tôi bây giờ cho tôi mở cái vô ngoặc là trao đổi cái mẫu chuyện ông Trạng nói lái chút đi rồi trở lại. Ở đây quý vị đã biết rành lắm, bên đại đạo Tâm Kỳ Phổ Độ đi, và các tôn giáo bạn cũng biết rành sự tích của ông Trạng lắm. Nhưng mà thôi giờ nói một vài sự tích nó lái còn là một việc thôi à, nhiều quá nó hết giờ. Bây giờ xin nói lại một việc là ông khi trước khi chết ông Trạng có làm một cái tấm bia. Ông căn dặn con cháu cộng đó, tao chết rồi bây đem tấm bia này bây chôn ở trước mộ của tao à. Mà con cháu đâu có dám cãi. Cái tấm bia thì ông sơn bích cái trơn hồi trước, ông sơn bằng ô dước đó, bích cái trơn rồi ông khắc chữ ở trong tấm bia mà ông khơn sơn bích ở bên ngoài. Cho nên chôn đó rồi đã sau 100 năm nè ông. Có cha con ông Khả đã đem bùa bò lại buộc cho ăn ở trong cái mộ của ông á. Mà cái mộ của ông Trạng ở ngoài Bắc người ta sợ lắm, người ta kiêng nể lắm. Mà hai cha con ông Khả này là không có biết. Cái mới đem bò vô buộc ở trong cái tấm bia của ông mà cho nó ăn. Trưa nắng là vô trong là bóng cây nghỉ. Bò trưa nắng quá cái nó khát nước đó. Nó đụng với nhau, nó giật, nó chạy gãy cái tấm bia đi. Sập cái tấm bia xuống. Sập cái tấm bia xuống cái rồi làng người ta hay được. Biết cha con ông Khả làm sập cái tấm bia của ông Trạng. Bắt đem về mới làm tội. Cha con ông Khả mới năn nỉ. Tội nghiệp tôi lỡ rồi, thôi cho tôi đi vay bạc hỏi tiền đâu mà tôi làm cái tấm bia khác là tôi thường lại cho ông Trạng. Tội nghiệp tôi. Làng thấy năn nỉ quá cũng tội nghiệp. Thôi giờ làm mày làm đi. Rồi nói là tới chừng mà ông gom góp tiền đó nha. Ông làm ông gom góp được con quan tám à. Làng bị phải kiếm cho được ba quan, nó có được. Bây giờ bán hết đồ đạc con quan tám à. Thôi giờ đập ra làm. Đập ra trong đó, đó nó chốc cái ô dước bên ngoài nó lộ ra mà hàng chữ bên trong đó. Thấy ông Trạng đề chữ như thế này nè. Cha con thằng Khả làm ngã bia ta. Rồi làng bắt đền tam quán. Ai nghĩ coi, ông nói lái tam quán là quan tám, hiểu không? Nhưng mà cái lúc đó cha con Khả chưa biết. Bây giờ mới mướn thợ này kia ráp lại làm trọn vẹn quan tám rồi tấm bia. Mới tra ra trong đó mới thấy rõ là làng Bắc Đền tam quán là quan tám, đúng y một quan tám nha. Quý vị nghĩ coi là ông Trạng nói lái trước 100 năm. Nói lái, hiểu không? Thầy chúng ta bây giờ cũng nói lái cái gì? Thầy là ông Trạng, Quỳnh Long Lộ Vĩ, Bạch Sĩ Tiên Sanh mà. Nam Quốc Công Khanh ra đời cứu tế mà. Nói sao cho hết quý vị? Và dân dân bạch bạch thức sinh thành, cổ quán thông hương nhất dị nhân. Tiên sanh hiện kiếp phò lê chúa, hậu truyền độ chúng cảm hoài ân để cho ai? Dân dân là bạch dân am. Thôi nói hay sao cho hết. Thôi giờ trở lại đi. Trở lại là xứ Hà Tiên. Thầy cho biết là xứ hiền ta. Nơi nào có tu thì Phật giáo hòa hảo là linh hiển cơ quan ghê lắm mà. Ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Nói không hết nổi đâu quý vị ơi. Thôi cho chúng tôi tạm dừng đây. Chứ một tỉnh Hà Tiên kia làm sao mà nó rõ được một cái việc mà màu nhiệm ở trong cái nước Việt Nam này mà miền Tây này cho được. Thì thôi tôi mời tất cả các bậc cao minh á, coi cái hai câu này chúng tôi vừa trình bày rồi đó, còn có chỗ nào muốn trao đổi thêm thì cứ lên đây mà trao đổi cho dễ lẽ. Còn không thì xin cho qua câu khác chứ không làm sao hơn được. Mời ông xuống không?